Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính trong chương trình hôm nay: Đảng ủy Quân khu 3 ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018, tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ một số dự án quan trọng trên địa bàn thành phố. Tính đến trưa ngày hôm nay, những hộ dân cuối cùng thuộc diện giải phóng mặt bằng thuộc dự án công viên cây xanh Tam Bạc đã tự nguyện chấp hành di rời bàn giao mặt bằng. Sau rất nhiều nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến nay công tác giải phóng mặt bằng dự án công viên cây xanh Tam Bạc đã cơ bản hoàn tất. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2018 đã diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương và đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Cùng dự có đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương và địa phương. Dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Hải Phòng có đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố. Năm 2017, toàn ngành tư pháp đã triển khai toàn diện, trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát sinh, nhất là các nhiệm vụ được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao. Công tác chỉ đạo điều hành tiếp tục được đổi mới, kịp thời triển khai các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chính phủ, phản ứng kịp thời, hiệu quả đối với những vấn đề nóng được dư luận đánh giá cao. Ghi nhận kết quả đạt được trong năm 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị ngành tư pháp cần tiếp tục tham mưu cho Chính phủ xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình xây dựng luật và pháp lệnh của Quốc hội năm 2018 và năm 2019, thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng thành các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là về xây dựng nhà nước pháp quyền, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, bảo đảm quyền con người, quyền công dân và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tập trung nâng cao chất lượng thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, triển khai thực hiện tốt công tác thi hành pháp luật, nhất là các luật mới được Quốc hội thông qua, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Lưu ý các cơ quan tư pháp cần tiếp tục tham mưu, xử lý tốt các vấn đề pháp lý trong quá trình hội nhập quốc tế, chú trọng và có giải pháp hiệu quả phòng ngừa các tranh chấp đầu tư quốc tế, Chủ tịch nước nhấn mạnh. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, yếu tố con người, tức là đội ngũ cán bộ tư pháp, giữ vai trò quyết định. Vì vậy, cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có đủ phẩm chất, năng lực trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, theo tinh thần nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Cũng tại hội nghị, Bộ Tư pháp phát động phong trào thi đua với chủ đề Toàn ngành tư pháp đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả thi hành pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018. Sáng nay, Đảng ủy Quân khu 3 tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2017, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 chủ trì hội nghị, cùng dự có các đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3, Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Hải Phòng cùng các đồng chí Bí thư Đảng ủy Quân sự các tỉnh thuộc địa bàn Quân khu 3. Năm 2017, Đảng ủy Quân khu 3 đã lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như duy trì thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, diễn tập tác chiến chiến lược trên các hướng, xây dựng các đề án bảo đảm quốc phòng an ninh trên các địa bàn trọng điểm, phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã phối hợp với Thường trực Cấp ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố lãnh đạo chỉ đạo tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, công tác xây dựng, huấn luyện, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng. Đảng ủy Quân khu 3 chỉ đạo tốt việc học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương gắn với cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Tại hội nghị, Đảng ủy Quân khu 3 ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018, tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Quân khu 3, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng Đảng gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh,
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ quân khu 3 vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng đã kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ một số dự án quan trọng trên địa bàn thành phố. Cùng đi có đại diện các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan. Trên công trường thi công dự án công viên cây xanh Tam Bạc, tại thời điểm kiểm tra vào sáng nay, có 8 hộ chưa tháo dỡ mặt bằng, trong đó 6 hộ đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng đã trực tiếp thăm hỏi, động viên những hộ dân cuối cùng còn lại trong vùng dự án, mong muốn các hộ tự nguyện khẩn trương di dời, ủng hộ thành phố thực hiện dự án bảo đảm tiến độ. Đến cuối giờ sáng nay, hộ cuối cùng đã đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Cũng nằm trong việc thực hiện quy hoạch giải trung tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng tại công viên Rồng Biển. Tại đây, các đơn vị đang thực hiện di chuyển cây xanh, tháo dỡ công trình, vật kiến trúc để xây dựng công viên cây xanh, vườn hoa, phục vụ vui chơi giải trí cho nhân dân và chuẩn bị tổ chức chợ hoa phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Kiểm tra dự án khu tái định cư trên địa bàn phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, dự án có tổng mức đầu tư 139 tỷ đồng với diện tích 4,3 ha, phục vụ tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án công viên cây xanh Tam Bạc và tái định cư tại chỗ cho các hộ dân tại dự án khu tái định cư Vĩnh Niệm và một số dự án khác của thành phố. Chính quyền địa phương đang chuẩn bị phương án cưỡng chế theo quy định của pháp luật đối với khoảng 10 hộ dân nếu vẫn cố tình không chấp hành bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Trên công trường thi công công trình mở rộng đường Nguyễn Bình thuộc địa bàn phường Kinh Dương, quận Lê Chân, hiện nay công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành, chỉ còn hộ ông Bùi Văn Quý chưa bàn giao mặt bằng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng đã gặp gỡ, vận động, thuyết phục gia đình ông Quý, đồng thời chỉ đạo các sở ngành địa phương liên quan khẩn trương hoàn thành việc xác minh nguồn gốc đất, thực hiện phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư cho gia đình ông Quý. Trước mắt cần bố trí ngay căn hộ tạm lánh để gia đình ông ở trong quá trình xây dựng nhà tại khu vực tái định cư, đồng thời quan tâm hỗ trợ kinh phí di chuyển cho gia đình. Gia đình ông Bùi Văn Quý cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, đồng thời vui vẻ chấp nhận di chuyển, bàn giao mặt bằng, ủng hộ dự án thi công, bảo đảm tiến độ. Hiện nay nhà thầu đang khẩn trương thi công hạ tầng kỹ thuật, lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, phấn đấu hoàn thành theo đúng kế hoạch thành phố giao. Trên công trường thi công chung cư D2 phường Đồng Quốc Bình, nơi đang tiến hành thi công vườn hoa khuôn viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu chính quyền địa phương giải tỏa các kiosk bán hàng trước mặt dự án, quây tôn ngăn cách công trường ra sát mép vỉa hè để tránh tình trạng các hộ dân lấn chiếm bán hàng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng ghi nhận sự tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng các chung cư cũ D1, D3, D5 và D7. Hiện tất cả 343 hộ dân của 4 chung cư cũ đã di chuyển bàn giao mặt bằng. Dự kiến trong tuần này, nhà thầu sẽ thực hiện tháo dỡ xong toàn bộ các chung cư cũ để chuẩn bị tổ chức khởi công 2 tòa chung cư cao tầng HH3, HH4 trong tháng 1 năm 2018. Trong sáng nay, công tác cưỡng chế tháo dỡ ki ốt cuối cùng trong số 22 ki ốt mặt đường cũng đã được chính quyền địa phương thực hiện theo đúng quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ghi nhận sự nỗ lực của quận Ngô Quyền và phường Lạc Viên đã bảo đảm tiến độ thành phố giao đến ngày 25 tháng 12 hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với 7 gia đình cá nhân nằm ở vị trí nút giao thông ngã 6 Mây Tơ. Hiện nhà thầu đang tích cực tháo dỡ vật kiến trúc và dự kiến sẽ hoàn thành việc thi công góc giao giữa đường Lê Lai và đường Đà Nẵng vào đầu tháng 2 năm 2018. Liên quan đến dự án mở rộng nút giao Khắc Mức Nguyễn Bình Khiêm - Lê Hồng Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê bình quận Hải An và Sở Giao thông Vận tải đã chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai, bảo đảm tiến độ theo đúng chỉ đạo của thành phố. Đối với công trình tại số 135 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ghi nhận sự tích cực của chủ đầu tư trong việc tháo dỡ phần sai phạm, đồng thời yêu cầu Sở Xây dựng hoàn thành và đôn đốc chủ đầu tư thực hiện xây dựng theo đúng giấy phép đã được điều chỉnh. Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại xã An Đồng, huyện An Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với các sở ngành đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác tháo dỡ, giải phóng mặt bằng, bảo đảm dự án được triển khai theo đúng tiến độ. Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, sáng nay quận Ngô Quyền đã họp triển khai phương án và tổ chức cưỡng chế giải phóng mặt bằng ki-ốt số 8 mặt đường Lạch Chay, tạo mặt bằng sạch thực hiện dự án cải tạo xây dựng lại khu chung cư cũ D1, D3, D5 và D7 Đồng Quốc Bình. Khu vực cưỡng chế là ki-ốt số 8 xây dựng trên đất của công ty xây dựng nhà ở, nay là công ty cổ phần xây dựng nhà ở Hải Phòng, do bà Đặng Thị Hằng quản lý sử dụng, đã được Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ theo quy định. Tuy nhiên sau quá trình tuyên truyền vận động, đến nay bà Đặng Thị Hằng vẫn chưa phối hợp nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy định. Do đó, Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền đã ban hành quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất. Để bảo đảm an toàn cho quá trình thi công sau cưỡng chế, Công an quận Ngô Quyền huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện và phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể liên quan, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các lực lượng thực hiện thi công, cũng như có biện pháp kịp thời xử lý trường hợp vi phạm. Sau khi hoàn thành cưỡng chế, ban thực hiện cưỡng chế tiến hành bàn giao mặt bằng khu đất cho Sở Xây dựng,
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy để triển khai dự án theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, với sự vào cuộc quyết liệt khẩn trương của cả hệ thống chính trị, đến cuối giờ sáng nay, tất cả 17 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 dự án đầu tư xây dựng công viên cây xanh Tam Bạc đã tự nguyện chấp hành di rời bàn giao mặt bằng theo quy định. Và ngay trong chiều nay, quận Lê Chân đã tiến hành chi trả toàn bộ tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ theo quy định. Những ngày qua, cùng với chuẩn bị lên phương án cưỡng chế thu hồi đất theo quy định, quận Lê Chân đã huy động tối đa lực lượng tham gia các tổ công tác tới các hộ dân, tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ đồng tình chấp hành di rời, bàn giao mặt bằng theo quy định, kể cả ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ. Ngay khi các hộ dân đồng ý chấp hành bàn giao mặt bằng, quận yêu cầu đơn vị thi công tiến hành phá dỡ ngay lập tức, dọn dẹp, hoàn trả mặt bằng cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, trong buổi chiều ngày hôm nay, một số hộ dân mặc dù đã đồng ý di rời, song chưa tới nhận tiền bồi thường hỗ trợ bàn giao mặt bằng. Đối với các hộ dân này, Ủy ban Nhân dân quận Lê Chân tiếp tục vận động các hộ nhanh chóng nhận tiền bồi thường, hỗ trợ di chuyển tài sản, đồ đạc của người dân đến nơi tạm lánh, chậm nhất trong 1 đến 2 ngày tới. Dự án công viên cây xanh Tam Bạc giai đoạn 2 trên địa bàn phường Cát Dài có diện tích hơn 30.000 m2. Khi hoàn thành sẽ kết nối với giải trung tâm hiện có, tạo điểm nhấn về cảnh quan đô thị tại khu vực trung tâm thành phố, góp phần thúc đẩy công cuộc phát triển kinh tế xã hội chung của toàn thành phố. Hòa chung không khí rộn ràng trong ngày lễ Giáng sinh tại khắp nơi trên thế giới, trong đêm Noel hôm qua, rất nhiều người dân thành phố Hải Phòng và du khách đã đổ xuống đường để tận hưởng không khí se lạnh nhưng đầy sắc màu và sôi động của đêm Giáng sinh. Dù chỉ vài ngày trước thời tiết vẫn còn giá rét, nhưng đêm Noel năm nay không khí lại tương đối ấm áp, dễ chịu. Các nhà thờ, xóm đạo, trung tâm mua sắm, nhà hàng, khách sạn đều được trang trí rực rỡ, lung linh, tạo nên bầu không khí ấm áp, chào đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Như thường lệ, các nhà thờ luôn là địa điểm lui tới của đông đảo người dân, không chỉ những người theo đạo Thiên Chúa mà còn cả những người ngoại đạo. Nhà thờ lớn tại trung tâm thành phố năm nay được trang hoàng cầu kỳ, bài trí lộng lẫy, phô bày vẻ đẹp rực rỡ, kỳ ảo trong đêm. Tại đây, người dân và du khách có dịp chiêm ngưỡng những tiểu cảnh tái hiện các truyền thuyết về Đức Chúa và thưởng thức chương trình ca múa nhạc chủ đề Giáng sinh hấp dẫn tại sân khấu lớn ngoài trời. Tại nhiều tuyến phố trung tâm, các khu mua sắm, trung tâm thương mại cũng được trang trí rực sáng, đẹp mắt để người dân dạo chơi, chụp ảnh lưu niệm, mua sắm và giải trí đêm Giáng sinh. Trong những cái dịp lễ Tết ấy, thì gia đình tôi cũng thường hay đi chơi, thì chúng tôi cũng đi nhà thờ này rồi đi ngắm phố phường. Thường thì vào năm mọi năm thì các dịp Noel thì em thường cho cháu lên đây chơi, cóc mắc trên này thì hệ thống trên này mọi người trang trí rất là đẹp. Bình thường thì thường vào nhà thờ có trang trí theo đúng theo cái mô típ của Noel thì rất là đẹp. Không khí đón Giáng sinh nhộn nhịp tại thành phố cũng hấp dẫn nhiều du khách nước ngoài. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam cũng như thành phố Hải Phòng và có cơ hội hòa mình vào không khí Giáng sinh ở đây. Tôi rất bất ngờ và hào hứng vì không khí ở đây rất khác so với ở châu Âu chúng tôi. Thay vì mọi người chỉ quây quần bên lò sưởi ở trong nhà đón Giáng sinh, thì nơi đây các bạn lại ra đường vui chơi, thưởng thức ánh sáng, âm nhạc và không khí nhộn nhịp vui tươi. Trong những ngày cuối cùng của năm cũ, hình ảnh ông già Noel, bày tuần lộc, cây thông cùng những ánh đèn rực rỡ sắc màu xuất hiện ở khắp mọi nơi đã mang lại niềm vui cho các em nhỏ và cả sự hân hoan cho người lớn. Tất cả đều rạng rỡ niềm vui để chào đón năm mới 2018 với những ước vọng về niềm vui, hạnh phúc, an lành. Năm nay, tiết trời ấm áp dễ chịu đã khiến dòng người đổ về khu vực trung tâm thành phố đón Giáng sinh liên tục gia tăng, gây ách tắc cục bộ trên một số tuyến phố. Trong đêm hôm qua, các giải pháp chống ùn tắc đã được triển khai để giúp người dân đón Giáng sinh vui vẻ, an toàn. 23 giờ đêm Noel, trên các tuyến phố trong khu vực nội thành như Lạch Tray, Trần Nguyên Hãn, Hoàng Văn Thụ, đặc biệt là nơi có các nhà thờ, lượng người và phương tiện qua lại gần như chật kín. Càng về khuya, dòng người đổ về khu vực trung tâm càng tăng. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt từ sớm, chủ động điều tiết phân luồng, do đó hiện tượng ùn ứ chỉ diễn ra ở một vài điểm, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Chúng tôi đã tăng cường toàn bộ lực lượng để thực hiện các nhiệm vụ chốt điểm, điều tiết hướng dẫn tại các ngã tư, tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường và thường xuyên trực tại đơn vị để chủ động giải quyết ùn tắc và phòng ngừa tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông được thông suốt. Đêm qua, 100% lực lượng cảnh sát giao thông đã được huy động làm nhiệm vụ
nên tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trong đêm Noel được bảo đảm ổn định. Sau 24 giờ, lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động phương án ngăn chặn, chống đua xe trái phép, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi gây rối trật tự, các lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Hòa chung không khí rực rỡ trong đêm Giáng sinh năm nay, không khó để bắt gặp một loại đồ chơi với tên gọi bong bóng phát sáng hay còn gọi là bong bóng Galaxy. Loại vật cầm tay trang trí với hình dạng và màu sắc rất bắt mắt này mới xuất hiện cách đây chưa lâu, được bày bán khá rộng rãi trên đường phố và các địa điểm tổ chức sự kiện. Được thanh thiếu niên kem nhỏ ưa chuộng, nhất là khi dạo chơi buổi tối bởi ánh sáng lấp lánh khá bắt mắt và vui nhộn. Tuy nhiên, tiềm ẩn sau vẻ đẹp ấy là những mối nguy bất ngờ có thể gây cháy nổ, gây bỏng, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng. Tìm hiểu của phóng viên thời sự. Bóng bay phát sáng thực chất được làm bằng chất liệu silicone, được trang trí bằng dây đèn LED với nhiều màu sắc sặc sỡ. Tụ đèn được gắn với điện bằng pin tiểu hoặc pin cúc áo. Bên trong bóng được bơm khí heli, hydro hoặc oxy. Thấy trẻ cháu nó thích thì mua thôi. Thực ra bây giờ mình mới nhìn được cái quả này nên mình chưa biết được. Hôm nay mình mới thấy. Nó đòi đấy cứ mua thôi. Chứ em nói thật rồi cũng không biết gì cả. Dù chiếm được tình cảm của nhiều người ở nhiều lứa tuổi như vậy, nhưng loại bóng bay mới lạ này tiềm ẩn nhiều mối nguy mà không phải ai cũng biết. Theo các chuyên gia, về nguyên lý, bóng bay phát sáng có thể tự phát nổ nếu tỷ lệ khí oxy, hydro và nhiệt độ vượt mức giới hạn của quả bóng. Hoặc trong điều kiện gần nơi sinh nhiệt, thì bóng cũng có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Khi phát nổ, bóng sẽ tỏa nhiệt như khí ga và gây bỏng cho người ở gần. Mức độ bỏng sẽ phụ thuộc vào số lượng bóng và khoảng cách tiếp xúc. Thông thường, số lượng bóng càng lớn thì diện tích bỏng càng rộng. Nguy hiểm hơn, những quả bóng này khi nổ, hệ thống đèn LED phát sáng bên trong bị chập và có thể gây cháy. Khi đó, những tổn thất gây ra còn lớn hơn. Thực tế, trước đó Việt Nam đã ghi nhận nhiều trường hợp bị bỏng nghiêm trọng, phải nhập viện do bóng phát sáng bất ngờ phát nổ. Vì thế, các chuyên gia khuyến cáo không nên cho trẻ chơi các loại bóng bay này là cách tốt nhất để phòng nguy cơ cháy nổ và bị bỏng do loại bóng này gây nên. Chuyển sang những thông tin khác. Cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học hiện đại, thời điểm này các trường học trên địa bàn huyện Cát Hải đang tổ chức tốt hoạt động ôn tập và thi học kỳ 1 năm học 2017-2018 với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng và đổi mới giáo dục, ghi nhận của phóng viên thời sự tại trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, huyện Cát Hải. Là một trong những trường trọng điểm bậc tiểu học của huyện Cát Hải, trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi luôn coi việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm của năm học, với mục tiêu phát triển đức trí thể mỹ cho học sinh. Hiện đang là thời điểm cuối học kỳ 1 nên nhà trường tổ chức hoạt động ôn thi học kỳ từ khối lớp 1 đến khối lớp 5 với mục tiêu bảo đảm công tác đánh giá phân loại học sinh, trong đó trọng tâm là khối lớp 5 giúp các em chuẩn bị tốt kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp. Năm nay có khác của năm học 2016-17 đó là toàn thành phố là không thực hiện cái chương trình dạy học theo lớp học Việt Nam mới, gọi tắt là lớp học VNM. Năm nay nhà trường chỉ có dạy theo cái chương trình hiện hành và có nòng ghép những cái thành tố tích cực của mô hình dạy học của VNM vào trong dạy học để phấn đấu trong năm học 2017-2018. Cái số lượng học sinh được đánh giá theo 3 mặt kỹ năng của thông tư 22 là sẽ đạt trên 75%, tổng số học sinh nhà trường đạt được cái mức độ khen thưởng. Năm học 2017-2018, ngành giáo dục huyện Cát Hải tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, chuyển đổi mô hình VNEN sang mô hình giáo dục hiện đại, trong đó lấy học sinh là trung tâm. Cùng với đó, các nhà trường còn chú trọng phát triển các kỹ năng mềm cho học sinh thông qua tổ chức hoạt động ngoại khóa, tham quan thực tế, tìm hiểu truyền thống, lịch sử của quê hương đất nước. Ngành giáo dục đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị trường học tổ chức thực hiện các cái chuyên đề hội thảo tại các nhà trường, tại các cụm chuyên môn và trao đổi kinh nghiệm tại các trường bạn về việc đổi mới phương pháp dạy học. Chúng tôi đánh giá rằng việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức ôn tập cho các em học sinh và kiểm tra học sinh ở học kỳ 1 tại 3 bậc học được diễn ra một cách nghiêm túc, an toàn. Với sự quan tâm đầu tư của huyện và thành phố, ngành giáo dục huyện Cát Hải đang thực hiện có hiệu quả mục tiêu đổi mới giáo dục, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên theo hướng đạt chuẩn, đẩy mạnh phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm học.
Trong một chương trình thời sự gần đây, chúng tôi đã đề cập về việc khai thác những điều kiện tự nhiên hiếm có ở trang trại Đảo Bầu thuộc xã Mỹ Đức, huyện An Lão, xây dựng nơi đây trở thành mô hình du lịch sinh thái của thành phố. Vâng, và rất mừng là cùng với sự hỗ trợ tích cực của thành phố và nỗ lực tâm huyết của doanh nghiệp, Đảo Bầu hôm nay đang từng ngày được cải tạo, dần hình thành nên một khu du lịch thăm nông nghiệp đầu tiên và rất độc đáo. Ngay sau đây mời quý vị cùng chúng tôi trải nghiệm với những hoạt động thú vị đầu tiên tại khu đảo này. Một ngày sôi động và ý nghĩa của các em học sinh trường Trung học Phổ thông Thụy Hương, huyện Kiến Thụy. Náo nhiệt với những màn khiêu vũ tự do tại khu vực nhà sàn. Suy tư khi nghe những thuyết minh về một thời lao động lam lũ của cha ông. Hiếu kỳ với chuyến đi thuyền vòng quanh đảo. Và sáng tạo với những kỹ năng trong sản xuất nông nghiệp. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho vùng quê này những điều đặc biệt. Càng đặc biệt hơn khi nó được bàn tay con người nâng niu chăm sóc. Bởi chẳng phải ngẫu nhiên mà có cả hàng chục loài chim với ngàn vạn con tìm về đây làm nơi trú ngụ. Cùng một vùng nước tự nhiên rộng lớn vốn trước đây là một nhánh của dòng Đa Độ uốn lượn trên đảo đầy ắp cá tôm. Chúng tôi mong muốn là đưa học sinh đến đây để tham quan, được trải nghiệm và được thưởng thức những cái món ăn mà ở Đảo Bầu. Chúng tôi định hướng cho các cháu là phát triển nông nghiệp tại địa phương để làm giàu cho quê hương đất nước. Thật sự đây là một cái môi trường cho các con học tập rất là tuyệt vời. Đã cảm nhận được cái nông sản sạch, môi trường sống thiên nhiên. Để từ đấy thì các con cũng sẽ yêu quý thiên nhiên và cùng nhau bảo vệ môi trường trong sạch hơn. Không chỉ có vậy, hàng chục trại gà đẻ trứng được nuôi theo mô hình gà nghe nhạc và cũng gần ấy trại lợn giống cụ kỵ áp dụng phương pháp chăn nuôi tự động hóa tối đa cũng góp phần làm nên nét riêng của khu du lịch. Em học sinh này đang thực hành phương pháp chiết cành, ghép cây. Vốn rất quen thuộc với người nông dân, nhưng với đa phần các em thì nó còn rất mới mẻ. Khi mà đến với Đảo Bầu thì em có cảm giác là rất là thú vị. Thường ở nhà thì em không được làm những công việc như thế này. Nhưng mà sau chuyến trải nghiệm lần này thì em đã học được cách chiết ghép cây. Cán bộ công nhân viên chức người ta từ quê ra thì người ta lại muốn đưa con cái người ta về đây để thăm lại cái mô hình nông nghiệp. Ví dụ như là nông nghiệp của tôi từ ngày xưa đến nay tôi sẽ đáp ứng lại cho các cháu nó biết ông bà nội, ông bà ngoại làm cấy hái rồi cày bừa như thế nào và ngày nay đến các bác các chú nông dân bây giờ thì làm như thế nào thì tôi đang muốn trả lại cho nên tôi làm thêm cái việc trải nghiệm cho các cháu. Bắt đầu nập xuân lên thì chúng tôi sẽ trồng 10 ha tre để cho cỏ nó sinh sản. Phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái là một trong những xu hướng được nhiều địa phương và doanh nghiệp quan tâm, không chỉ đơn thuần bởi lợi nhuận kinh doanh mà qua đó còn tuyên truyền phổ biến văn hóa vùng miền cùng các hoạt động xã hội khác tới cộng đồng. Cùng với ý tưởng của doanh nghiệp, thì một yếu tố rất quan trọng trong việc hình thành khu du lịch này chính là sự ủng hộ của thành phố thông qua việc đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng hệ thống đường giao thông, góp phần cải thiện đáng kể hạ tầng khu vực nói chung, tạo điều kiện quan trọng để mô hình du lịch thăm nông nghiệp Đảo Bầu nói riêng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Với tổng tài sản nguồn vốn huy động đều đạt trên 1 triệu tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng trên 886.000 tỷ đồng, Ngân hàng Agribank tiếp tục giữ vững vị trí đứng trong top 10 bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2017 và cũng là ngân hàng đứng đầu trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam tại bảng xếp hạng này. Bảng xếp hạng được công bố nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có quy mô lớn nhất Việt Nam và đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong hoạt động sản xuất kinh doanh dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập, kết hợp phân tích các tiêu chí về doanh thu thực tế của doanh nghiệp, tổng tài sản, tổng lao động, lợi nhuận sau thuế và các chỉ số khác. Việc Agribank đồng thời được tôn vinh tại vị trí thứ 6 trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và vị trí thứ nhất trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam tại bảng xếp hạng năm 2017, một mặt khẳng định vị thế vượt trội của ngân hàng này trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với thành tích về quy mô doanh thu, đồng thời ghi nhận thành quả xứng đáng đối với những nỗ lực của cả hệ thống Agribank trong việc đổi mới, cải tiến hoạt động kinh doanh theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, phát triển bền vững.
Tại Hải Phòng, hiện hệ thống Agribank đã giải ngân hàng chục nghìn tỷ đồng đầu tư cho nền kinh tế, trong đó dư nợ chủ yếu thuộc lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Càng vào cuối năm, thị trường gia dụng điện tử càng trở nên sôi động do nhu cầu sắm sửa đón Tết của các gia đình. Trong đó, máy giặt là mặt hàng bán chạy tại các siêu thị điện máy. Hiện nay, các thương hiệu máy giặt liên tiếp ra mắt những sản phẩm mới để đón đầu nhu cầu tăng cao vào mỗi dịp Tết. Và đây là cơ hội để người tiêu dùng lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, các thương hiệu máy giặt ngày càng chú trọng cải tiến về chất lượng, đặc biệt là động cơ. Chẳng hạn là sản phẩm máy giặt lồng đứng Smart Inverter của LG mới đây. Máy được trang bị công nghệ inverter tiên tiến với lớp vỏ BMC bao bọc quanh động cơ, hạn chế tác động của môi trường như độ ẩm, bụi bặm, côn trùng xâm nhập, giảm ồn, giúp máy chạy ổn định và tiết kiệm điện đến 36%. Tôi cũng mới vừa xem một số cái máy giặt thì thấy được rằng là cái chế độ mà chống rung ồn và tiết kiệm điện thì thấy cũng thích, cũng suy nghĩ là có thể mua vào trong dịp Tết năm nay. Nhà sản xuất máy giặt cũng khuyến cáo người tiêu dùng nên phân loại đồ trước khi cho máy. Sự cẩn trọng này sẽ giúp máy giặt đạt hiệu quả tối đa, bảo vệ quần áo và độ bền của máy giặt. Tin quốc tế, sau hơn 3 năm khẩn trương thi công, cảng hàng hóa nước sâu lớn nhất thế giới Dương Sơn ở Trung Quốc đã chính thức đi vào hoạt động, mở ra triển vọng mới trong lĩnh vực phát triển cảng biển của quốc gia này. Cảng Dương Sơn được xây dựng trên tổng diện tích hơn 1 triệu mét vuông với đường bờ biển dài khoảng 2.000 mét, gồm 7 bến tàu lớn nhỏ. Các container được vận chuyển hoàn toàn tự động bằng cần cầu cùng nhiều phương tiện không người lái. Toàn bộ hệ thống phương tiện tại cảng đều được định vị để tránh chướng ngại vật và được vận hành bằng điện. Trong một số trường hợp nhất định, nhân viên của cảng chỉ điều khiển từ xa tại khu vực trung tâm kiểm soát bằng hệ thống camera. Lễ hội cười, một trong những lễ hội vô cùng độc đáo của Nhật Bản, vừa được tổ chức tại tỉnh Osaka, thu hút rất nhiều du khách và người dân địa phương. Lễ hội cười được tổ chức thường niên ở đền Hiraoka Jinja của Nhật Bản. Tại đây, mọi người được thỏa sức cười vang trong vòng 20 phút. Đây là một nghi thức quan trọng của lễ hội dựa trên một truyền thuyết lâu đời kể về tiếng cười vui khiến cho thần mặt trời ra khỏi hang tối. Người Nhật tin rằng nụ cười không chỉ xua tan những nỗi buồn, những điều không may của năm cũ, mà còn mang đến may mắn cho gia đình trong dịp năm mới. Chính vì thế, cười càng nhiều, càng sảng khoái thì vận may đến càng lớn. Sáng qua theo giờ Mỹ, người dân bang Florida đã có một buổi lễ đón Giáng sinh đặc biệt tại bãi biển Cocoa, ngập tràn ánh nắng ấm áp. Hơn 800 người mặc trang phục ông già Noel tham gia cuộc thi lướt sóng để lập kỷ lục mới về số ông già Noel tham gia lướt sóng đông nhất. Tổng cộng có 837 vận động viên lướt sóng mặc trang phục ông già Noel tham gia cuộc thi Ông già Noel lướt sóng thường niên tại bãi biển Cocoa, bang Florida, Mỹ năm nay. Người giành ngôi vô địch được trao thưởng $32,000. Cuộc thi thu hút hàng nghìn du khách và người dân hiếu kỳ theo dõi. Cuộc thi năm nay đã phá kỷ lục Guinness về số đông ông già Noel lướt sóng được lập ra vào năm ngoái là 772 người. Cuộc thi Ông già Noel lướt sóng được tổ chức thường niên bắt đầu từ năm 2009 tại bang Florida, Mỹ nhằm quyên góp tiền cho quỹ ủng hộ bảo tàng về môn thể thao lướt sóng và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn tại bang Florida. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.